Mẫu giày lười của Timan tô lên vẻ đẹp duyên dáng nhưng không kém phần năng động và thời trang là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em hiện nay. Chất da cao cấp siêu mềm mại, siêu êm ái, lên chân siêu chuẩn form, siêu dễ chịu. Timan dùng một chiếc bật lửa hơ phần bề mặt da ở nhiều bộ phận của đôi giày này. Các chị có thể thấy rõ, dù hơ lâu đến thế mà da vẫn bóng đẹp tự nhiên, không hề có vết cháy xém. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi giày không hề thấm nước, nước dễ dàng bị trôi tuột xuống dưới mà không bị ướt bên trong. Chất đế cao su non bền bỉ, chống sốc cực tốt, các chị tự tin sải bước xuống phố. Với thiết kế phần đế giày có độ nhám, các chị yên tâm mang trên đường trơn, sàn ướt mà không lo trơn trượt hay té ngã. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là lớp lót giày êm ái, có khả năng chịu lực tốt. Mẫu giày lên chân siêu bắt mắt, hợp thời trang. Các chị nên có ngay một đôi trong tủ giày. Mời tất cả các chị để lại số điện thoại bên dưới để được tư vấn và nhận giá ưu đãi ạ.